Vâng, em chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn nhé. Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay lại với video tiếp theo trên kênh Tôi Người Vùng Cao của Vinh nha. Thì hôm nay Vinh đang có mặt tại xã Lũng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bác ạ. Đây được coi là một cái xã cao nhất của huyện Bắc Hà luôn. Và xã này thì nằm giữa huyện Simacai và huyện Bắc Hà, cách trung tâm thị trấn Bắc Hà khoảng 9 km. Và chợ phiên ở đây thì được họp vào sáng thứ 6 hàng tuần các bác nhé. Dạo gần đây thì bà con phải đi lên nương để rẫy cỏ ngô ấy, cho nên là chợ phiên nó không có được đông cho lắm. Thì bây giờ mời tất cả quý cô bác anh chị và các bạn theo chân Vinh đi khám phá chợ Lũng Phình nhé các bác nhé. Bắt đầu bước vào chợ là khu vực bán rau này, rồi là một số cái loại đặc sản ở trên vùng cao nhé các bác nhé. Đây có món cà chua bi này các bác này, cái món cà chua rất là ngon ở trên vùng cao nhé. Cà chua này thì mọc hoang dại luôn, chứ không phải là cái loại giống thuần chủng gì. Đây có chị gái này bán dưa chuột này các bác này. Cái này là dưa chuột của người Hơ Mông nha các bác nhé, không phải là dưa chuột nếp. Nhìn cái dưa chuột nó tròn tròn, ngắn như này thôi. Trên chị có bán cả ớt nữa này. Bác này thì bán phở này các bác này, không cần phải có quán ăn gì mà vẫn bán được phở nhá các bác nhá. Đây là bánh phở vùng cao, phở trên này có màu hơi nâu nâu một tí nhé. Cái này là được làm từ gạo nương nhé các bác nhé. Trong này có một bà cụ đang bán một số cái loại thuốc nam các bác ạ. Cái này là thuốc chữa gì đấy? Thuốc chữa ngã xe nè, đau lưng nè, khó thở nè, đau xương khớp các thứ hả? Đây là khu vực bán gà, bán vịt, phục vụ cho bà con nhân dân ở trên này. Ở đây là một khu vực bán hoa quả khá là dài này, đúng phía dưới kia. Mùa này chủ yếu là bán táo với cả là dưa hấu. Đây, quý cô bác thấy thú vị chưa? Cứ đến ngày họp chợ thì là bà con lại cứ ra chợ thôi, chứ không có nhất thiết là phải mua cái gì cả, miễn là ra đây là được gặp nhau, được cười đùa, nói chuyện là trong lòng cảm thấy vui rồi sau một tuần làm việc vất vả. Đây là một cái khu vực sửa chữa những cái chiếc cuốc của bà con sau những cái ngày làm việc ở trên nương. Đây là cái khu vực cắt tóc cho bà con ở trong bản này. Mỗi một tuần họ sẽ ra đây để cắt tóc một lần nha các bác nhé. Ở đây có rất nhiều anh thợ cắt tóc, và giá cắt tóc ở đây chỉ rơi vào khoảng độ 20.000 trên một người thôi. Chỗ này thì là chỗ bán rượu của bà con ở trên vùng cao này các bác này. Ở đây chủ yếu là rượu ngô thôi. Và mấy bác bán rượu này thì đến từ Simacai và Bắc Hà các bác ạ. Đây có một bác thì bán thuốc này, và có một vài cái chai mật ong nữa các bác ạ. Nói chung là chợ phiên trên vùng cao ấy, thì cái gì có thể bán được lấy tiền thì là bà con sẽ bán cái đó. Đây có cả thuốc, cả mấy cái gia vị, rồi là tam thất bắc, tam thất nam, rồi các loại nấm. Đây có các loại thuốc đau bụng này, thuốc chữa sốt các thứ, rồi đau xương khớp các thứ các bác nhé. Nói chung là rất là nhiều cái món thuốc rất là lạ.
đây là một số cái loại thuốc để chữa đau mắt này, rồi là chữa cho gà vịt hay là trâu bò các thứ. Đây có bác này bán bánh rán này. Cái bánh này bao nhiêu tiền một cái ạ? 2.000 cái. Cái này là bánh gấc, còn cái này là bánh nếp cẩm phải không ạ? Mua một cái bánh ăn thử nhá các bác nhá. Tí nữa ngon thì là lúc về là mình ra mua một ít về. Bánh này ăn cũng ngon phết nhỉ. Nhân của nó rất là ngọt các bạn. Cái phần bánh thì nó khá là giòn, phía bên trong thì nó lại dẻo dẻo. Nói chung là rất là ngon các bác ạ. Tí về sẽ mua khoảng 10 cái về ăn. Đây có mấy bác này là bán giống cây cà chua này. Cái này là cái cà chua bi nhỏ nhỏ vừa nãy chúng ta vừa mới nhìn thấy đấy. Còn kia là món ớt được treo gác bếp này, đen đen này các bác này. Cái này mua về phải rửa sạch nhé các bác nhá. Không là dính bồ hóng này. Đây dành cho các chị em ăn vặt này các bác này. Món mận cơm. Anh này vừa mua được trâu về rồi này. Cả làng đi mua trâu cùng nhau luôn các bác nhá. Đây có bán cái loại cá gì đây này. Đây là cá bống hay cá gì? Cá sông. Cá này bắt ở sông về à cô? Hay bắt ở suối ạ? À bà không biết nói tiếng Kinh các bác ạ. Này nhìn như cá bống nhỉ. Nói chung là em không biết tên cái loại cá này. Các bác biết thì các bác comment cho em biết nhá. Một túi này bao tiền đấy bà? Nó bản chữ là 25.000 á. 25.000 các bác ạ. Đây là bán ớt, là bán theo đống như thế này các bác ạ. Không cần cân đâu nhá các bác nhá. Cái này một đống là bao tiền anh? Một đống của nó là 10.000 ạ. À 10.000 ạ. Có được một cân không? Chưa được một cân. À vâng, ok anh nhá. Đây cả hai vợ chồng đi bán à? Vâng, chúc anh đắt hàng nhá. Chị này thì bán bắp cải này, rất là tươi và to này. Hai bà cụ này thì bán củ kiệu các bác ạ. Đang mua củ kiệu ở trên vùng cao này rồi. Bác nào thích ăn củ kiệu muối thì là mua cái này về muối này. Tiếp tục là chị gái bán ớt này, củ kiệu và ớt xay. Ở đây có củ khoai sọ. Ở đây lại có cây giống ớt. Cái chợ này thì chủ yếu là người già đi bán hàng thôi. Đây có bác người Mông là bán lưỡi cày với lại cuốc và một số cái loại dao phát. Nói chung là nông cụ để sản xuất nông nghiệp. Bên này có cô này là bán thuốc nam tiếp này các bác này. Dao này quả bé nhờ. Chú nhờ. Bao nhiêu tiền một cân? Một ký này. À, 15.000 em mua đào ở trên vùng cao này rồi nhé các bác nhé. Có một số người bán đào nó còn to bằng cả nắm đấm luôn các bác ạ. Đào của chú này thì quả nhỏ thôi. Để.
đây là những cái gian hàng cung cấp cho bà con giống lúa, giống ngô và một số loại thuốc trừ sâu, trừ cỏ, thuốc bảo vệ thực vật. Giống lúa ở đây thì có cả giống lúa của Việt Nam và có cả giống lúa của Trung Quốc, tại vì là ở đây gần với lại Trung Quốc các bác nhá. Chỗ này còn cách biên giới khoảng hơn chục cây nữa thôi. Phía trong này là một cái không gian bán váy bông cũng như là một số cái loại quần áo hay là một số cái phụ kiện thời trang của người dân tộc Hơ Mông ở trên này các bác ạ. Thời gian gần đây thì không có đông người đi bán. Thời gian gần cuối năm ấy thì cả cái khu vực này nó sẽ kín hết cả các gian hàng luôn các bác ạ. Ở cuối cái con đường này thì là cái khu vực bán trâu nhé các bác nhé. Tí nữa chúng ta sẽ đến với khu vực bán trâu nhé các bác nhé. Cổng chợ Lùng Phình đây các bác này. Phía trong chợ thì bán một số cái mặt hàng quần áo, giày dép cũng như là một khu vực bán đồ ăn các bác ạ. Ở trong này mùa này trông rất là yên bình này các bác này. Không có những chiếc bạt răng ra, tạo một cái cảm giác rất là thoáng mát các bác ạ. Ở đây cũng có một khu vực bán cuốc, xẻng, rồi là dao kéo. Nói chung là tất cả những vật dụng trong gia đình và những cái mặt hàng nông cụ phục vụ cho bà con ở trên vùng cao này các bác ạ. Đây là khu vực bán đồ ăn hay còn gọi là cái khu vực ẩm thực của chợ phiên các bác ạ. Khu vực này thì phục vụ bà con món phở, món cơm, món bún và món mèn mén bột ngô của bà con ở trên vùng cao này, cũng như là cái món ốc đậu. Hôm nay thì khu chợ này cũng rất là đông đúc này các bác này. Ngoài ăn phở thì bà con cũng có thể là ngồi nhâm nhi với nhau một ly rượu như thế này. Đấy, rất là vui với những cái món ăn rất là giản dị ở trên vùng cao này các bác nhé. Đây là món thịt lợn cắt lách. Cái này sẽ ăn chung với lại cái món mèn mén và món ốc đậu các bác ạ. Rồi, phía cuối chợ này thì là cái khu vực bán thịt lợn rồi các bác ạ. Đây là chợ thịt lợn của Lùng Phình nhé các bác nhé. Hôm nay cũng vắng đi một số cái gian hàng bán thịt lợn. Nói chung là thịt lợn vẫn còn rất là nhiều này các bác này. Cái này thịt lợn đen hay thịt lợn trắng đây anh? Đen. À, lợn đen à? Trong này có vẻ là một con lợn rất là to này các bác. Mấy bác bán thịt lợn này thì tranh thủ làm mấy ly rượu giao lưu nhau. Cái này là thịt mỡ à bác? Mỡ, thịt lợn mỡ. Bao tiền một cân mỡ? 80. À? Lợn này mỡ nhiều nhỉ? Mỡ này sao đâu thì tuyệt vời rồi. 3 cân 6. Toàn mỡ này. Cắt kiểu gì cắt đó được 3 cân siêu, nhau. Siêu mỡ. Thank you.
bác này bác ấy còn bị cụt một chân nữa cơ. Ok các bác, bây giờ ăn sáng tí nha các bác nhá. Đây có rau thơm này. Đây là cái món thịt lợn cắt nách. Còn đây là cái món mèn mén này. Lâu rồi không ăn mèn mén, hôm nay ăn tí mèn mén cho nó chắc bụng nha các bác nhá. Rồi, bây giờ mời các bác nhá. Ngon quá. Đi quay từ sáng giờ rồi nói quá rồi các bác ạ. Bây giờ mới được tí vào bụng. Ăn sáng xong thì chúng ta sẽ đi tham quan cái chợ trâu ở trên này nhé các bác nhé. Chợ trâu trên này cũng rất là đông đúc các bác ạ. Bây giờ em phải tranh thủ ăn xong để em đi tham quan chợ trâu thôi. Không tí là bà con mua được trâu, bà con về hết thì nó lại không có cái gì thú vị nữa các bác ạ. Rồi có lẽ là cái video về cái chợ phiên này thì em kết thúc tại đây các bác nhé. Còn cái chợ trâu thì các bác theo dõi ở video sau nhé các bác nhé. Rồi bây giờ chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Bye bye.